Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình HBTN. Thưa quý vị, tính đến hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10, đã có khoảng 90 triệu cử tri người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu bằng thư. Đây là con số kỷ lục. Các nhà quan sát bầu cử còn tiên đoán có thể lên đến 100 triệu trước khi các phòng phiếu chính thức mở cửa vào sáng sớm ngày thứ Ba mùng 3 tháng 11. Cuộc bầu cử năm nay quá sôi nổi. Vũ Nhân xin được gửi đến quý khán giả tâm tình của người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang New Mexico về cuộc bầu cử này. Thưa quý vị, chúng tôi là Minh Quân, là cư nhân thường trú của thành phố Albuquerque gần 30 năm qua. Nói về cái cộng đồng Việt Nam trong cái những ngày này, phải nói là một cái đề tài rất là sôi nổi, nóng và hấp dẫn cho mọi lứa tuổi từ nhỏ đến lớn đi đâu hoặc là gặp người Mỹ, người Việt Nam, người bản xứ, họ đều bàn về tổng thống Donald Trump hoặc là vị ứng cử tổng thống là Joe Biden. ở về mặt đảng dân chủ Joe Biden nhưng mà cũng tài giỏi vạn toàn, ông thì thành thật hơn, hiền hậu hơn, hài hòa hơn. Đây là lần đầu tiên trong cái lịch sử cộng đồng Việt Nam, hầu như là những người có quốc tịch Mỹ là người Việt Nam hiệu điều họ đều nô nức tham gia trong cái ngày bầu cử sắp tới. Cái lý do là giữa hai bên Cộng hòa, hai bên Dân Chủ đang diễn ra những cái giờ phút mà gây cấn cuối cùng. Và cho đến giờ phút này đó thì cho chỗ chúng tôi được biết là khoảng chừng 2 đến 30% là số người Việt Nam họ đã đi bầu trước bằng thơ. Còn lại 7-80% là họ đến cái giờ 24, cái giờ cuối cùng để mà họ đánh cái lá phiếu cuối cùng theo cái chính kiến và theo cái nguyện vọng và cái tâm tư của họ. Dạ, tôi là Bình Nguyễn ở Albuquerque, New Mexico. À, cuộc bầu cử năm nay thì à, diễn ra trong cái à, dịch bệnh Covid-19 à, diễn ra trên toàn thế giới à, với những cái biến động mà à, coi như là à, khó mà nói được. Thì à, không biết là, là 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 cuộc bầu cử này ai sẽ thắng ai đối với em thì em thấy là là là, là, là... tổng thống Trump là cái người mà rất là mạnh mẽ một cái người mà làm việc vì đất nước hơn là vì đảng phái hay là vì cá nhân mặc dù ổng nói năng nhiều khi nó có những cái người ta không thích nhưng mà riêng chủ quan của của, của tôi thì tôi thấy là tổng thống Trump sẽ thắng tên là Sun Howard à, tôi đang ở thành phố Albuquerque tiểu bang New Mexico kết quả như thế nào thì mình chưa có định được bởi vì thông tin của truyền thông thì lúc họ nói như thế này, lúc họ nói như thế nọ, thành ra mình cũng không nắm rõ lắm. Thì này anh có đi bầu không? Tôi đã bầu rồi. Theo ý kiến của ông, thì vị nào sẽ được dân chúng Mỹ bầu làm tổng thống trong cái cuộc bầu cử này? Bây giờ đó, ngay chính kiến gia đình chúng tôi, hoặc là trong nhà thờ chúng tôi, hoặc là nơi chúng tôi sinh sống, trong cái nhà Việt Nam, trong cái cộng đồng Việt Nam, và trong cái môi trường sinh hoạt của người Việt Nam đang có hai cái dư luận trái ngược nhau giữa cha mẹ ông bà và giữa con cái cháu với nhau nó đưa đến những cái xung khắc về quan điểm về chính kiến về lập trường chính trị tại vì chúng ta cũng khó nói được là 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 là, là như thế nào nhưng mà đa số người lớn á, thì ao ước và thầm mong cho ông Donald Trump được làm tổng thống thì những lớp trẻ lại phái Joe Biden là có người có những cái tư tưởng mới, những cái luồng sống mới và những có cái cái chính kiến mới thì uh, rất là khó nói hai bên đang so kè 50 50. Uh, chúng tôi đứng là kẻ giữa thì chúng tôi trình bày cái quan điểm của chúng tôi là rất là khó khăn để mà chúng ta đưa ra bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua. Uh, hy vọng là thượng đế, chúa Phật sẽ chúc phúc cho các ngài để lựa chọn được một đấng minh quân, một cái nhân tài để mà leo lái chẳng những nước Mỹ mà con thiền của thế giới để đi đúng hướng đến nơi và đem lại tự do hạnh phúc hòa bình trong những cho nước Mỹ mà toàn trên toàn thế giới Thưa quý vị, chưa bao giờ có cuộc bầu cử nào tràn đầy biến động và tranh cãi như cuộc bầu cử lịch sử năm 2020 này. Biến động vì hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã tung ra các đòn phép lợi hại để hầu mong thắng cử trong hành pháp, lập pháp và tư pháp từ địa phương đến trung ương. Vì vậy, lá phiếu của người dân trong cuộc bầu cử này là một quyết định lịch sử cho vận mệnh của Hoa Kỳ, nói riêng và thế giới tự do nói chung chắc chắn chúng ta phải đợi đến khi nào tất cả các phòng phiếu đóng cửa, đến khi các cuộc kiểm phiếu kết thúc, lúc đó người dân Hoa Kỳ mới biết ông nào nắm chiếc chìa khóa mở cửa tòa Bạch Ốc. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình HBTN từ tiểu bang New Mexico.